Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thứ, đoạn thứ hai, khi Thánh Linh đổ xuống thì họ được nhận lấy quyền phép từ nơi Chúa. Khi trước khi Chúa Giêsu thăng thiên thì Ngài dặn các môn đồ làm sao? Phải đợi ở trong thành để chờ sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh, mặc lấy quyền phép và sau đó họ mới ra đi để làm chứng về Chúa cho mọi người. Các môn đồ có vâng lời Chúa không? Họ có vâng lời Chúa, họ đợi ở trong thành và trong công vụ đoạn thứ 12 thì đến cái đúng ngày lễ vu tuần thì Thánh Linh tuôn đổ xuống trên hội thánh. Các môn đồ đã được nhận Đức Thánh Linh từ bao giờ? Họ được nhận Đức Thánh Linh không phải vào ngày lễ vu tuần mà họ nhận Đức Thánh Linh vào lúc Chúa Giêsu sống lại. Khi Chúa Giêsu sống lại thì Ngài hà hơi và các môn đồ, Ngài nói với các môn đồ hãy nhận lãnh lấy Đức Thánh Linh. Nhưng họ chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chưa được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Và hai cái khái niệm mà chúng ta cần biết đó là có Đức Thánh Linh ở bên trong và đầy dẫy Thánh Linh là hai khái niệm khác nhau. Có Đức Thánh Linh ở bên trong thì ấn chứng cho sự cứu rỗi. Nếu người nào không có Đức Thánh Linh thì không có sự cứu rỗi. Vì Đức Thánh Linh là ấn tín của Đức Chúa Trời đặt trong lòng của một người. Cho nên khi một người có tin Chúa Giêsu là sẽ có sự hiện diện của Đức Thánh Linh bên trong, nhưng không phải tin Chúa Giêsu có Đức Thánh Linh là được đầy dẫy Thánh Linh. Các môn đồ đã được đầy dẫy Thánh Linh sau vào đúng ngày lễ vũ tuần khi Thánh Linh giáng xuống thì họ thấy gió thổi ao ao đầy nhà các môn đồ, xin lỗi, đầy nơi mà các môn đồ đang ngồi trên phòng cao, và họ đều được đổ đầy Thánh Linh. Họ thấy lưỡi của mình rời rạc ra từng cái một và có như lưỡi bằng lửa đậu trên họ, và bắt đầu họ nói lời tiên tri này, nói các tiếng lạ khác nhau theo như Thánh Linh nói, và sự thay đổi bắt đầu diễn ra từ cái thời kỳ đó. Bây giờ chúng ta xem lại lời Chúa trong công vụ đoạn 1 câu 18. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy cái gì? Nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê, Samari cho đến tận cùng trái đất. Hay nói cách khác là nếu như Thánh Linh chưa giáng xuống ấy, thì họ sẽ không được nhận lấy quyền phép, và khi họ không nhận lấy quyền phép thì họ đi ra làm chứng sẽ không có hiệu quả. Quyền phép đến sau sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh, nhưng mà làm chứng thì phải đến sau quyền phép đó. Khi Chúa Giêsu còn trên đất, Ngài giao giảng phúc âm như thế nào? Ngài có nói lý thuyết suông không ạ? Ngài giảng về nước thiên đàng và Ngài chứng tỏ cho mọi người biết nước thiên đàng thực sự như thế nào. Và Ngài bày tỏ quyền năng của nước thiên đàng bằng cách nào? Chữa lành cho người bệnh, giải cứu cho người bị tà ma ức hiếp. Và khi Chúa sai các môn đồ đi thì Ngài cũng làm như vậy đối với các môn đồ. Chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 7 câu số 8. Khi đi đường, Chúa dặn các môn đồ sao? Hãy giao giảng về nước thiên đàng về đến gần. Có phải chỉ mỗi cái việc đấy không? Giao giảng là dùng mồm để nói. Có phải chỉ mỗi là dùng cái lý luận, dùng những cái lời nói để mà thuyết phục người khác không? Đấy chỉ là một yếu tố thôi. Điều khác nữa Chúa Giêsu bảo các môn đồ đó là chữa lành cho kẻ đau, khiến sống kẻ chết và làm sạch kẻ phung, trừ các quỷ. Đó, Chúa Giêsu bảo các môn đồ là ngoài việc nói thì còn phải hành động để cho mọi người biết rằng là các ngươi, các con thực sự là người của thiên đàng. Người ta biết là có một cái thế lực địa ngục ấy, nó luôn đối chọi với thế lực của thiên đàng. Thế lực địa ngục thuộc về quyền lực của bóng tối, thế lực thiên đàng được ví như là ánh sáng. Thế lực địa ngục thì nó đem lại sự chết, và thế lực của thiên đàng thì đem lại sự sống và phục hồi. Thế thì nếu như chúng ta thuộc về thiên đàng thì chúng ta cần phải bày tỏ cho tất cả mọi người biết rằng thiên đàng đang hành động, thiên đàng đã mở ra. Nếu mà thiên đàng đã mở ra thì người ta có thể kinh nghiệm được thiên đàng, vì thiên đàng không phải là một cái nơi gọi là chỉ là lý thuyết. Chúa Giêsu nói rằng khi ta đuổi quỷ ra khỏi một người thì nước thiên đàng đã đến với người đó rồi. Hay nói cách khác là khi quyền năng của Chúa đến trên một người thì người đó đang kinh nghiệm về nước thiên đàng. Khi một người được kinh nghiệm quyền phép của Chúa thì người đó đang kinh nghiệm về nước thiên đàng. Nên Chúa Giêsu rất là cân đối trong cái công việc giao giảng phúc âm của Ngài, đó là nói bằng miệng và
bày tỏ quyền phép của Ngài ra để chữa lành, để giải cứu. Chúng ta xem trong sách Mác đoạn 16 câu 15 câu 20, Chúa Giêsu nói gì? Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người. Đi những đâu? Khắp thế gian là những nơi nào ngoài cái thành phố chúng ta đang sinh sống? Đi khắp nơi trên dân tộc Việt Nam của chúng ta. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? 54 dân tộc. Có bao nhiêu tỉnh thành? 63 tỉnh thành. Quý vị nào biết trên 10 dân tộc đang sinh sống ở Việt Nam? Có ai biết trên 10 dân tộc, có 10 nhóm dân? Ai chỉ biết mỗi người Kinh đi. Ở đây có thêm người Hờ Mông thì mình có thể biết thêm người Hờ Mông. Dạ. Có ai biết trên 10 nhóm dân sống ở Việt Nam không? Rồi trên thế giới có bao nhiêu nước, bao nhiêu quốc gia, quý vị có biết không? Hơn 200 quốc gia. Dạ. Quý vị đọc được tên bao nhiêu quốc gia? Thấp nhất 50 quốc gia. Mấy chục. Châu Á có bao nhiêu quốc gia? Trong số các quốc gia trên thế giới có bao nhiêu nhóm dân? Vì một riêng Việt Nam đã có 54 nhóm dân rồi. Thế thì trên cả thế giới tổng cộng bao nhiêu nhóm dân? Chúng ta không biết đâu ạ. Tất cả thông tin bây giờ nó đều rất dễ. Mình tra Google, hỏi Google. Cô Google rất thông minh và rất tốt bụng. Cô đấy trả lời miễn phí và rất chi tiết. Nên quý vị cần gì cứ hỏi cô Google. Tại sao chúng ta cần biết thông tin? Bởi vì Chúa dạy chúng ta phải đi khắp thế gian để giảng tin mừng cho mọi người. Thế thì nếu như mình không biết được là trên thế giới có bao nhiêu nhóm dân, Việt Nam có bao nhiêu nhóm dân, thì làm thế nào để mình có thể đi để mà giảng tin mừng cho mọi người? Quý vị biết tại sao người Việt chúng ta được biết đến Chúa Giêsu không? Là nhờ những giáo sĩ người nước ngoài đến truyền đạo cho người Việt Nam chúng ta. Nếu như không có những giáo sĩ ở nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam thì bây giờ Việt Nam đã không có tin lành. Rồi từ những người đấy mới sản sinh ra những người khác. Thế thì chúng ta sẽ là những giáo sĩ để đi cứu những nhóm dân khác ở trên đất nước Việt Nam và trên thế giới này. Không một nhóm dân nào là ngoài cái tầm quan tâm của Chúa hết. Nếu như chỉ còn một nhóm dân ở trên đất nước Việt Nam này chưa biết đến Chúa thì tấm lòng của Ngài sẽ nghĩ tới nhóm dân đó nhiều hơn. Tương tự như vậy ở trên thế giới. Nhưng mà khi Chúa bảo chúng ta đi đó, thì Ngài bảo chúng ta làm những cái gì nào? Thứ nhất là giảng này, thứ hai là làm báp têm cho người tin này. Làm báp têm là gì? Dìm mình xuống nước, sau đó đứng lên. Nó mang một cái ý nghĩa đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại cùng với Chúa Giêsu. Nên khi một người tin Chúa Giêsu là người đó có quyết tâm để giống như hình ảnh là cưới Chúa đấy. Khi một người nam lấy một người nữ thì hai người đấy chính thức thành vợ chồng, hai người trở thành một. Số phận của người chồng gắn liền với số phận người vợ, trách nhiệm của người vợ cũng là trách nhiệm của người chồng và ngược lại. Thì khi chúng ta làm lễ báp têm thì cũng giống như là chúng ta cưới Chúa Giêsu, chúng ta với Chúa trở thành một. Những gì Chúa có chúng ta cũng được hưởng. Chúng ta được hưởng tất cả những gì mà Chúa Giêsu có. Được hưởng cơ nghiệp, được hưởng sự sống lại, được hưởng sự sống đời đời. Và được hưởng các phước lành từ nơi Đức Chúa Giêsu. Chúng ta làm báp têm cho họ và gì nữa? Sau khi làm báp têm thì làm gì? Làm các dấu lạ. Trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc không hại gì, và hễ đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Như vậy, cái bước thứ ba Chúa dạy là thực ra thì ba cái bước này nó đi cùng với nhau. Nó đi cùng với nhau, đi song hành cùng với nhau. Đó là bày tỏ phép lạ. Nếu như người ta có bệnh, chữa lành cho họ. Nếu như người ta bị quỷ ám thì nhân danh Chúa để trục xuất quỷ ra khỏi họ. Chúng ta biết rằng tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này, tôn giáo nào cũng dạy các điều tốt lành. Nhưng mà khác biệt giữa Cơ Đốc giáo của chúng ta là gì? Chúng ta không phải chỉ dạy điều tốt lành mà chúng ta còn chứng tỏ quyền pháp của Chúa nữa. Quý vị hãy nhìn các tôn giáo khác, có quyền pháp không? Nếu mà có thì cái quyền pháp rất là giới hạn. Mà cái quyền pháp đến từ đâu? Đến từ ma quỷ, đến từ Satan.
Còn chúng ta có Chúa là đấng hằng sống đời đời, Giê-xu hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, thì chúng ta cần bày tỏ quyền phép của Ngài ra cho tất cả mọi người, để mọi người biết rằng Chúa Giê-xu thực sự đang sống. Cho nên nếu như hội thánh mà không có quyền phép, đấy là hội thánh chết. Mặc dù hội thánh đấy có thể tăng trưởng về số lượng, rất đông tín đồ, nhưng không có quyền phép xảy ra, đó là hội thánh đang chết. Bởi vì Chúa Giê-xu là đấng sống thì Ngài sẽ bày tỏ quyền phép của Ngài ra giữa vòng những người tin. Chúa Giê-xu ngày xưa làm phép lạ và Chúa Giê-xu ngày nay vẫn làm phép lạ. Chúa Giê-xu ngày xưa đuổi quỷ và Chúa Giê-xu ngày hôm nay vẫn đuổi quỷ. Vậy thì Kinh Thánh nói sao? Chúa Giê-xu ngày hôm qua, ngày hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Cho nên ngày hôm nay Ngài vẫn đang sức dầu cho hội thánh của Chúa để làm các phép lạ, để bày tỏ cho thế giới biết rằng Chúa Giê-xu là đấng thực sự đáng sống. Đời sống của mỗi chúng ta. Thế nào là hội thánh? Hội thánh là tập thể của những con người tin Chúa Giê-xu, đó là hội thánh. Hội thánh làm phép lạ và mỗi một cá nhân chúng ta là những người đi làm phép lạ. Phép lạ được xảy ra ở trong tập thể khi chúng ta nhóm lại và phụng Chúa cùng nhau, và phép lạ cũng có thể xảy ra ở một cách cá nhân khi chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng. Quý vị thấy rằng là Chúa Giê-xu bảo các môn đồ là phép lạ sẽ xảy ra khi nào? Xảy ra khi nào? Khi họ đi thì phép lạ xảy ra. Bởi vì Chúa Giê-xu nói là hãy đi khắp thế gian mà. Đi thì phép lạ mới xảy ra, chứ ngồi phép lạ sẽ không xảy ra. Đi thì phép lạ sẽ xảy ra. Bởi vì khi chúng ta đi thì chúng ta sẽ gặp được nhiều người có những nhu cầu khác nhau. Và lúc đó là lúc mà Chúa sử dụng chúng ta để đáp ứng cái nhu cầu của họ. Có một điều chúng ta không đáp ứng được, giống như là Phi-e-rơ, Gia-cơ nói với người què là gì? Vàng ta không có cho ngươi, bạc ta không có cho ngươi, nhưng điều ta có cho ngươi là nhân danh Chúa Giê-xu hãy đứng dậy và bước đi. Nên có một điều hội thánh không có để giúp đỡ cho thế giới này, đó là tiền bạc. Nếu mà chúng ta có để giúp đỡ là điều tốt, nhưng tiền bạc, không có một hội thánh nào có một nguồn tiền bạc vô tận. Anh chị em thấy không? Hội thánh giàu nhất trên thế giới này cũng không có một cái nguồn tiền bạc vô tận. Nhưng quyền phép thì là bất tận. Chúng ta đuổi quỷ, chúng ta chữa lành cho bao nhiêu người không làm chúng ta bớt đi quyền phép, không làm cho Chúa bớt đi quyền phép, mà làm cho quyền phép là càng xảy ra nhiều hơn. Năm nay chúng ta cầu nguyện cho 100 người, năm sau cầu nguyện thậm chí còn nhiều hơn, mà quyền phép không mất đi một chút nào. Nhưng mà tiền đấy thì giúp nhiều cho nhiều đi thì nó sẽ mất bớt đi. Nên cái nguồn lực về tài chính nếu có chúng ta có thể giúp được, nhưng đấy không phải là cái trọng yếu. Cái trọng yếu là gì? Giao giảng phúc âm, chữa lành người bệnh, trừ các quỷ, gọi cái chết sống lại. Đó là mạng lệnh Chúa truyền cho các môn đồ. Khi các môn đồ đi thì chuyện gì xảy ra? Câu 20. Phần các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với các môn đồ và lấy các pháp lạ cặp theo lời giảng mà làm cho tổng vực đạo. Khi các môn đồ giảng thì Chúa làm việc cùng các môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo. Quý vị thấy không ạ? Chúng ta có muốn theo Kinh Thánh không? Hay là muốn theo giáo lý của tổ chức, của giáo phái? Theo Kinh Thánh thì thực hành đúng như này đi. Thực hành đúng như này. Anh chị em hãy mạnh dạn ra đi nói về Chúa Giê-xu. Không cần chờ mục sư đến, cũng chẳng cần phải gọi điện cho mục sư để cầu thay. Chính anh chị em sẽ là người đặt tay cho người bệnh. Chính anh chị em sẽ là người đuổi quỷ. Bởi vì Giê-xu ở trong tôi không khác gì Giê-xu ở trong anh chị em. Cùng một Giê-xu mà chúng ta đang tôn thờ đều giống nhau hết. Nếu chúng ta có đức tin thì đôi khi nó khác nhau ở cái đấy. Khác nhau ở cái là về đức tin. Nếu như một ông mục sư mà không có đức tin thì chẳng làm được cái gì. Ông chỉ nói toàn những cái lý thuyết. Nếu một đứa bé mà có đức tin ấy, thì nó có thể làm được phép lạ. Một tiến sĩ thần học
học đầy đủ các thứ mà không có đức tin ấy, chả làm được cái gì, chỉ nói toàn lý thuyết suông. Nhưng một người mới tin Chúa một tháng, hai tháng lại làm được rất nhiều phép lạ. Cho nên anh chị em ơi, đây là mạng lệnh Chúa truyền cho tất cả các môn đồ. Chúng ta là người đi giao giảng và chúng ta sẽ là người đặt tay để chữa lành cho người bệnh tật. Chúng ta sẽ là người đuổi quỷ cho những người bị tà ma đang thực hiện. Không cần phải chờ mục sư. Một mình mục sư không thể làm được tất cả mọi việc được. Không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người được. Cái điều quan trọng nhất là Chúa có sai chúng ta hay không? Khi Chúa sai chúng ta thì Ngài sẽ mặc lấy cho chúng ta quyền phép. Vì Chúa nói rằng là hãy đi khắp thế gian được quyền phép được cặp theo mà. Khi Chúa Giêsu bảo các môn đồ là đi thì quyền phép sẽ cặp theo và các môn đồ quay trở về nói với các nói với Chúa rằng là nhờ danh Chúa mà các quỷ cũng phục chúng tôi, quyền phép sẽ xảy ra. Nếu mà các môn đồ cứ tụ họp xung quanh nhau chỉ toàn môn đồ thôi thì đâu cần quyền phép gì, tất cả mọi người đều tin Chúa thì đâu cần quyền phép, đâu cần làm phép lạ hóa đá thành bánh gì đâu, đâu cần làm phép lạ cái cây nhựa mà tỏa ra mùi hương thơm đâu. Chẳng cần nghĩ điều đó bởi vì tất cả đều là tin Chúa và đều biết rằng Chúa có thể làm được tất cả mọi việc rồi. Nhưng mà khi phép lạ xảy ra thì sẽ khiến cho những người không tin Chúa sẽ được bắt phục và trả lời với Chúa Giêsu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm cái ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì các môn đồ đã nhận lấy quyền phép và họ đã tha tạng. Hãy nhớ các môn đồ trước khi họ được sự tôn đổ Đức Thánh Linh thì họ ở trong trạng thái như nào? Sợ hãi. Fear, chối Chúa. Chối Chúa không phải bởi vì chán Chúa mà chối Chúa vì sợ chết. Không phải chỉ fear mà các môn đồ cũng như vậy. Không phải họ chán thầy mà họ sợ chết. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì họ can đảm mạnh mẽ đứng dậy. Giảng 3.000 người tin Chúa trong một hôm. Quý vị tưởng tượng xem 3.000 người. Các phép lạ xảy ra tràn lan ở khắp Jerusalem. Đến nỗi mà Kinh Thánh nói rằng là những thầy tế lễ và người La Mã còn hoảng sợ. Vì nếu như cứ đà này xảy ra đấy, thì cả thành Jerusalem sẽ theo Giê-xu hết. Quý vị thấy cái nỗi sợ của những cái người chống Chúa chưa? Họ sợ rằng nếu như cứ để cho cái đà này xảy ra thì cả thành Jerusalem sẽ theo Chúa Giêsu hết. Mà cái nỗi sợ đấy là nỗi sợ thật. Bao giờ thành phố của chúng ta đấy, đất nước của chúng ta đấy, những người chống Chúa mà họ có nỗi sợ đấy ấy, thì anh chị em vỗ tay và ăn mừng. Nhưng mà một người, hai người không thể làm được. Chỉ làm được rất ít thôi. Tất cả các môn đồ của Chúa Giêsu, từ người lớn cho đến người nhỏ, từ người mới tin Chúa cho đến người tin Chúa lâu năm, từ người già cho đến trẻ em, đều thi hành cái mạng lệnh này. Làm theo lời Chúa, thực hành lời Chúa, cầu nguyện cho người bệnh, đi ra giao giảng với quyền phép của Chúa, thì lúc đó sứ mạng của Chúa mới hoàn thành được. Tôi đồng ý rằng có mức độ đức tin khác nhau và có mức độ sức giàu khác nhau. Nhưng nếu mình không cầu nguyện thì làm thế nào sự sức giàu của Chúa có thể thêm lên? Lúc nào mình cũng nhờ mục sư, nhờ người khác cầu nguyện cho người bệnh. Còn nếu mình thì mình đứng đằng sau hỗ trợ thì điều đó cũng tốt. Nhưng mà không, mình không bao giờ mình thực tập, mình không bao giờ dám cầu nguyện. Thì làm thế nào để đức tin chúng ta được tăng lên và sự sức giàu tăng lên được đây? Bản thân mình phải bắt đầu mở miệng ra nói. Mình phải mở miệng ra nói và tay mình bắt đầu phải đưa ra và đặt tay trên người bạn. Tôi xin phép tôi đặt tay cầu nguyện cho anh được không? Anh ấy không làm việc giữa họ với Chúa. Còn việc của mình là đặt tay thôi, mình có phải là người chữa lành đâu. Mình có quyền phép gì đâu, mình chẳng có quyền phép gì hết. Tất cả những gì mình có thể làm được là nhờ quyền phép từ nơi Chúa thực hiện qua việc đặt tay và giao giảng của mình. Có phải chúng ta thông minh, giỏi giang, chúng ta ăn nói khéo léo, thuyết phục mà người ta tin Chúa không? Không phải đâu. Kinh Thánh nói rằng là Thánh Linh cáo trạch con người để tội lỗi về sự công bình và sự phán xét. Quý vị thấy không? Có khi ấy, có những người, có khi ấy, mình nói ấy, hàng tiếng đồng hồ người ta không tin, nhưng có người khác chỉ nói một hai câu người ta tin. Đó là do đâu? Thánh Linh của Chúa làm việc.
Nếu mà Thánh Linh không làm việc thì không thể thay đổi được lòng người. Cho nên chúng ta chỉ là công cụ trong tay của Chúa. Đôi khi cơ đốc nhân chúng ta có một cái, đấy cũng là một dạng niềm tin, và tôi đi cho đây một niềm tin sai. Và nghĩ rằng là chỉ có một số loại quỷ thì chỉ có mục sư mới đuổi được. Và cũng có một số trường hợp liên lạc với tôi và nhờ cầu nguyện đuổi quỷ và giải cứu, và nói rằng trường hợp này nặng lắm, chắc chỉ mục sư mới đuổi được. Cái vấn đề là nếu chúng ta không có can đảm lấy đức tin để cầu nguyện đuổi những con quỷ nhỏ thì làm thế nào sự sức giàu có thể tăng lên để mình đuổi con quỷ lớn? Nếu như mình đặt tay mà mình cứ sợ là người ta không được lành thì nhỡ đâu người ta cười mình hay người ta chối danh Chúa. Nếu mà cứ sợ như thế thì mình dám đặt tay trên này. Chúng ta có biết rằng cả thiên đàng chờ đợi để hỗ trợ cho chúng ta mà. Quý vị có biết đại sứ quán không? Đại sứ quán rồi những người làm việc ở đại sứ quán gọi là gì? Tiếng Anh gọi là ambassador, tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Những người làm việc ở đại sứ quán, sứ giả, không phải là sứ giả mà gọi là từ gì? Đại sứ, đại sứ, đúng rồi. Thêm chữ quán nó thành căn cái nơi đây ở đại sứ. Quý vị thấy có người đại sứ nào ra đi mà phải bỏ tiền túi không? Đại diện cho quốc gia của mình. Khi một công dân của họ phạm bất cứ một cái lỗi gì ở quốc gia sở tại, chạy đến đại sứ quán ngay lập tức được sự bảo vệ, chưa cần biết đúng sai. Họ có một cái uy quyền đấy. Đúng sai thì xử sau. Nhưng mà một khi đã chạy vào đây rồi, đã chạy vào cái địa phận của tôi thì tôi mới là người có quyền. Chúng ta có phải là đại sứ của thiên đàng? Chúng ta có uy quyền của thiên đàng và trên đất này. Tất cả chúng ta có uy quyền thiên đàng trên đất này. Cái vấn đề là khi mình không nhận biết được điều này thì mình không thực hiện uy quyền của mình được. Mình cần phải biết mình là ai ở trong Chúa Giêsu, anh chị em ơi. Khi chúng ta biết rằng là chúng ta có uy quyền ở trong Chúa Giêsu thì tất cả mọi việc đều có thể cho những người nào tin. Cái điều quan trọng nhất ấy, đó là sự sẵn lòng. Chúng ta có sẵn lòng để đáp ứng giống như các môn đồ đấy không? Họ chờ đợi ở phòng cao bao lâu, anh chị em có biết không? Từ lúc Chúa Giêsu sống lại cho tới lúc, tôi nói từ lúc Chúa Giêsu thăng thiên cho tới khi Đức Thánh Linh giáng lâm là bao lâu? Lâu hơn như vậy đấy. Các môn đồ có biết họ sẽ đợi bao lâu không? Chúa có hẹn với họ rằng là con chờ cho tới ngày lễ Vũ Tuần không? Chúa chỉ nói là hãy chờ đấy. Ngài không có nói cái thời điểm mà Thánh Linh sẽ giáng lâm. Ngài bảo hãy chờ. Thì người nào kiên trì thì chờ. Bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh thì mình mới biết đó là Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ Vũ Tuần. Nhưng mà các môn đồ đâu có biết. Họ chỉ biết chờ thôi. Chúng ta thấy cái tấm lòng sẵn sàng của họ chưa? Chúa đã sẵn sàng, nhưng mà mình có sẵn sàng để được đổ đầy Thánh Linh, mình có sẵn sàng để mà mặc lấy quyền phép của Chúa hay không? Chúng ta đang sống ở trong thời kỳ sau rốt, khi lời của Chúa nói rằng Ngài sẽ đổ thần Ngài trên mọi loài sản nghiệp. Tôi trai và tớ gái của ta sẽ nói lời tiên tri, người trai trẻ sẽ thấy điều lạ. Thời kỳ sau rốt bắt đầu từ lúc Chúa Giêsu tái lâm cho tới lúc Chúa Giêsu thăng thiên cho tới lúc Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta đang sống ở trong thời kỳ đó đây. Cho nên lời tiên tri đấy dành cho mỗi một chúng ta. Anh chị em cứ thử xem, sau ngày hôm nay anh chị em về đặt tay trên người bệnh đi, sẽ có chuyện xảy ra đấy.
anh chị em ạ. Cứ về đặt tay trên người bệnh thì sao có chuyện xảy ra. Nhưng mà anh chị em không đặt tay, tôi nói với anh chị em là tin Chúa 10 năm, 20 năm cũng chỉ như vậy thôi. Khi chúng ta đặt tay trên một người, người ta được lành, đức tin của chúng ta sẽ được phấn khích, sẽ được gây dựng, sẽ được mạnh mẽ, mình cảm thấy thích thú về điều đấy. Và mình sẽ tiếp tục đặt tay cầu nguyện cho nhiều người khác. Tôi tin Chúa từ một cái hội thánh không bao giờ nói về phép lạ. Tôi chẳng biết Đức Thánh Linh là ai hết. Tôi không biết phép lạ là gì. Tôi không biết lời tiên tri là gì. Tôi không biết ân tứ nói tiếng lạ là gì. Cho đến khi tôi được gặp những cái sự dạy dỗ đúng đắn về lời Chúa. Và từ đó trở đi, từ năm 1997 trở đi, thì tôi đã bắt đầu bước vào vận hành trong các ân tứ của Chúa. Khi mình hiểu ít thì mình vận hành ít. Lúc đầu chỉ cầu nguyện đuổi quỷ cho một hai người thôi. Dần dần thì rất nhiều người. Lúc đầu thì cầu nguyện chữa lành cho một hai người thì không có dám cầu nguyện những cái lớn đâu nha anh chị em nhé. Không bao giờ dám cầu nguyện cho người mù đâu. Không bao giờ dám cầu nguyện cho người điếc tai đâu. Không bao giờ dám cầu nguyện tâm đâu. Những cái bệnh tật mà nó nặng ấy không bao giờ dám. Không bao giờ dám cầu nguyện đâu. À, không phải giờ mọi người thảo luận. Tôi chỉ hướng dẫn cho mọi người cái cách xử lý vấn đề trong những cái buổi nhóm. Sẽ có những cái trường hợp như thế xảy ra. Mọi người phải đi theo sự hướng dẫn của tôi. Đánh thức xin dạy, nhân danh Chúa Giêsu gọi xin dạy. Chị không dạy. Hai người đàn ông lôi chị ra bên ngoài của tôi. Chị tỉnh rồi, khi chị tỉnh rồi thì có thể lôi được. Còn chị chưa tỉnh thì mình biết gì. Đánh thức chị dạy và chị ngồi dậy. Nếu mà không ngồi dậy, lôi ra bên ngoài. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu số 27 chúng ta xem lời Chúa. Phi-e-rơ bèn thưa rằng này chúng tôi bỏ mọi sự mà theo thầy. Bây giờ câu hỏi của tôi cho anh chị em đây. Nếu như cả thiên đàng đứng về phía chúng ta thì chúng ta có dám đứng về phía thiên đàng hay không? Thiên đàng đứng về phía mình nhưng mà mình có đứng về phía thiên đàng hay không? Thiên đàng sẵn sàng rồi nhưng mà mình có bỏ mọi sự mình đi theo thầy không? Cho nên đây là một trong những vấn đề mà tôi vừa nói anh chị em. Rất nhiều người thích sự sức giàu, đặc biệt được gặp mấy đời tớ Chúa mà được ơn á, chữa lành đổi quỷ các thứ đến cũng đặt tay. Mục sư đặt tay cầu nguyện sức giàu cho em. Thế tôi hỏi sức giàu làm cái gì? Xin sức giàu làm cái gì anh chị em? Quý vị biết sự sức giàu để làm gì không? Sự sức giàu để phục vụ, chứ không phải sự sức giàu để ông làm siêu sao ở trong hội thánh đâu. Sự sức giàu để phục vụ cho hiệu quả, chứ không phải ông làm siêu sao là tự nhiên mọi người tung hô ông đâu. Thế nếu mà mình hiểu như thế là mình hiểu nhầm rồi. Mà muốn có sự sức giàu từ nơi Chúa đến đây, bỏ mọi sự mà đi theo thầy đi. Có bỏ được mọi sự mà đi theo thầy không? Có dám bỏ mọi sự mà đi theo thầy không? Anh chị em có biết rằng là có nhiều người phục vụ Chúa như một nghề. Có nhiều người phục vụ Chúa như một nghề. Nghề kiếm sống. Nên được phân công đến những cái hội thánh lớn người ta thích lắm, thì an tâm. Còn nếu phân công đến hội thánh nhỏ là người ta đã không thích rồi. Còn phân công đến một vùng đất mà không có hội thánh thì nó vất vả lắm, cho nên là nhiều khi người ta không thích. Không bao giờ có sự sức giàu đâu.
đừng mong sự sức giàu đến với những người như thế. Có một số người phục vụ Chúa muốn là phải cho phong cho tôi một cái danh hiệu gì đó tôi mới phục vụ. Xin lỗi đi quý vị, vào nhầm chỗ rồi đấy. Quý vị gặp đúng dân Hải Phòng chính cống đấy, nhưng không bao giờ có chuyện đấy đâu. Con ong này ấy, cái vòi nó châm ấy, thì châm một phát thì sưng vú cả cái mặt lên ấy. Khi mà nó sẽ châm vào những người nào mà có động cơ sai trái. Ông Reinhard Bonnke mới nói là sự sức giàu không rẻ tiền đâu, không rẻ đâu. Bà Catherine Kuhlman, bà viết cái cuốn sách về tin lành lạ đó. Bà là người thế hệ trước cả Ben Hagin và những cái vị gọi là đại tướng của Chúa trong cái thế hệ này. Bà mất rồi, bà nói này: nhiều người chỉ nhìn thấy vinh quang, tôi đứng lên bên trên, tôi hát cái ở dưới, người mù được thấy, người điếc được nghe, ai nhìn thấy thích thế. Ai nhìn thấy tôi trả giá như thế nào đằng sau cái sân khấu này? Sức giàu của Chúa không rẻ tiền đâu. Mình muốn được sự sức giàu tốt vì Chúa sẽ sức giàu cho mình để làm công việc Chúa một cách hiệu quả. Nhưng đây này, bỏ mọi sự đi theo Thầy này. Cái tôi của mình không bỏ được thì xin lỗi quý vị, đừng có mong sự sức giàu. Hơi nói một chút để là tự ái, xin lỗi quý vị đi, đừng đến gặp tôi mà xin một sự đặt tay cầu nguyện sức giàu. Ai làm cái gì một chút là tự ái lắm. Đừng có mong sự sức giàu từ nơi Chúa. Mọi người được phần, tôi không được phần. Mình chỉ phục vụ cái phúc mình. Luca đoạn 14 câu số 33, chúng ta cùng nhau chung đọc. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì mà là môn đồ của Chúa thì mới được sự sức giàu từ nơi Chúa, mới nhận lấy quyền phép từ nơi Chúa. Chúa sức giàu cho những cái người nào không phải môn đồ của Ngài đâu. Đó, mà muốn làm môn đồ của Chúa thì Chúa nói ra phải bỏ mọi sự. Có nhiều người bỏ tiền bỏ bạc thì được, thậm chí bỏ hết bán nhà cửa đi theo Chúa được, nhưng mà bỏ cái tôi cá nhân không bỏ được. Cái tôi cá nhân là cái lớn nhất. Cho nên là ai mà nói động đến tôi như tôi chạy hết hội thánh này sang hội thánh khác, nó không đồng ý tôi được. Tôi đã vào trong hội thánh mà để cho tôi yên, không ai được chỉ tội. Quý vị vào hội thánh nào, nhưng quý vị vào hội thánh này là quý vị nhầm chỗ này. Tôi sẽ moi móc tội lỗi của từng người ra một. Quý vị có biết có những người đến đây xin nhóm tôi bảo xin mời anh về chỗ anh. Anh ở chỗ này, anh về chỗ của anh. Tôi không tiếp nhận. Có những người bỏ đi, muốn quay trở về. Tôi muốn dâng tiền cho hội thánh cho tôi quay nhóm lại. Tiền của anh hãy hư mất với anh. Tôi không chơi với những người có tinh thần chống mình và nổi loạn. Nếu mà mình không bỏ mọi sự mình có, không thể đi theo Chúa được. Không bao giờ nhận được sự sức giàu và quyền phép từ nơi Chúa. Tất nhiên chúng ta bỏ tội lỗi là chuyện đương nhiên rồi, anh chị em phải bỏ tội lỗi của mình đi. Nếu mà cứ đắm chìm vào trong tội lỗi, tôi xin thưa anh chị em nhé, không những chỉ không được sự sức giàu mà không được phước từ nơi Chúa, còn nguy hiểm hơn nữa là có thể bị mất linh hồn. Quý vị thấy 12 môn đồ thì chỉ có một người chết vì tuổi già. Thực ra thì không có kỹ thuật nào về việc chết của sứ đồ Giang hết. Người ta không tìm thấy mộ của Giang, cũng không có một ghi chú nào về cái mộ của Giang. Thì có thể ông chết tự nhiên, cũng có thể là ông được Chúa đi đưa đi thẳng lên trời giống như Eli và hết lắm. Ta không biết cái điều đấy. Còn lại 11 sứ đồ kia thì có một người đã tự tử. Thế còn 10 người kia thì quý vị thấy họ chết như thế nào? Chết vì đạo. Và chết vì đạo hết. Họ có cái gì trong tay đâu? Tiền bạc, đi phục vụ Chúa, quyền phép để xảy ra có cái gì trong tay không?
có tài sản gì trong tay không, có nhà cửa, có cái gì không. Họ chỉ có một niềm quan tâm duy nhất, đó là đem thiên đàng đến trên đất này, cứu càng nhiều người càng tốt. Đó là niềm quan tâm duy nhất của các môn đồ đầu tiên. Khi mà chúng ta mặc lấy tinh thần này, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, chúng ta xem Công Vụ đoạn 19 câu số 12. Đến lúc người ta lấy khăn và áo đã bắt vào người và mình người, tức là Phaolô đấy, mà để trên kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Kỳ diệu. Người ta lấy cái khăn mà Phaolô dùng đấy đặt trên người bệnh cũng được lành luôn. Có phải cái khăn đấy nó có quyền phép gì không? Mà sự sức giàu của Phaolô đến trên tất cả những cái vật dụng đấy. Cái bóng của Fieri đi mà người ta vẫn chữa lành cho người bệnh được không? Quý vị thấy sự sức giàu chứ? Nhưng mà tuy vì ai nhìn ai cũng trích xin Chúa, lại Chúa cho con sức giàu như Phaolô, con đặt tay trên ai người ta được lành ngay thì con sẽ trở thành siêu sao. Nói một câu mới là mọi người nghe ấy. Trả giá như các môn đồ đi, dâng hiến cho Chúa vài đồng là đã kể rồi, thì xin lỗi anh chị em, đừng có mong sự sức giàu gì từ nơi Chúa. Dâng hiến cho Chúa tháng này có, tháng kia không có là đã cảm thấy tiếc rồi. Dâng cho Chúa nhiều hơn tí là tiếc. Xin lỗi anh chị em, đừng có mong sự sức giàu gì từ nơi Chúa. Tiền bạc là cái đơn giản nhất mà mình không làm được thì đừng có mong sự sức giàu gì cả. Cái mạng sống của mình, cái danh dự của mình sẽ trở thành number zero, tức là con số 0. Thì lúc đó sự sức giàu của Chúa sẽ đến. Alo, ông nói rằng tôi với thế gian tôi là kẻ dại, ngu, thế gian gọi tôi là người ngu. Nhưng mà tôi khôn trong Chúa. Ngu vì sao? Ngu dại vì sao? Theo Chúa được cái gì? Đi phục vụ Chúa được cái gì? Được bao nhiêu đất? Được bao nhiêu tiền? Tôi đối với thế gian coi như đã chết. Tôi đối với thế gian coi như đã chết. Tất cả những cái ham muốn bình thường của một con người, có một người vợ này, có nhà cửa, có công việc ổn định, không nào? Tất cả cái điều đó đối với tôi là chết. Bây giờ tôi chỉ có một niềm hy vọng và khao khát lớn nhất, đó là cứu những linh hồn hư mất. Tôi làm mọi cách để cứu người. Cho nên sự sức giàu của Chúa đến Phaolô cách tuyệt vời. Ông được đưa lên tầng trời thứ ba. Quý vị không? Trong sách Cô-rinh-tô nó đưa lên tầng trời thứ ba. Ở đó ông còn không được phép nói cho mọi người những gì ông thấy được. Chưa phải thời điểm này. Quý vị muốn được Chúa đưa tầng dưới ba, muốn ở trong sự vinh hiển và cao sang, muốn con trả giá cho Chúa, dám trả giá, dám bỏ mọi sự để đi theo Thầy. Giăng đoạn 14 câu 12, chúng ta cùng nhau chúng ta. Quả thật ta nói cùng các người, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng ta. Giê-xu nói sao? Ai tin thì làm được việc ta làm, và làm được việc lớn hơn nữa. Cái vị trả giá rồi, chứ vị có đức tin, quý vị sẽ kinh nghiệm được câu này. Cho nên tôi có một cái niềm tin và với thời gian năm tháng càng tiến lại trong những khoảng thời gian này ấy, thì Chúa lại dạy tôi một điều là đừng gọi là đóng khung Chúa trong cái suy nghĩ của mình, và tôi bứt phá rất nhiều.
Bây giờ tôi có nhiều niềm tin, ngày xưa tôi không dám tin nói chị em. Tôi nói thật anh chị em, bây giờ tôi có nhiều niềm tin, ngày xưa tôi không dám tin nữa. Bây giờ tôi dám cầu nguyện cho người mù đấy anh chị em. Tôi dám cầu nguyện cho người điếc, ngày xưa tố tôi không dám. Cho tiền tôi không dám. Bây giờ tôi dám cầu nguyện cho người chết, ngày xưa tôi không dám đâu. Mặc dù mình cũng đọc công kinh thánh này từ ngày mình mới tin Chúa đã biết rồi nhé. Ừ, biết từ lý thuyết thôi, chưa biết đến thực tế. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình cầu nguyện, một hai phép lạ xảy ra, ôi mình cảm thấy ôi Chúa thực sự là đang sống chứ không phải là chỉ lý thuyết. Giê-xu của mình thực sự là đang sống đấy. Mắt mình không nhìn thấy Giê-xu đấy, nhưng mà khi mình cầu nguyện là Giê-xu chữa lành cho người ta, mình cảm thấy phấn khích, mình muốn cầu nguyện thêm hơn nữa. Ngày xưa chỉ dám đặt tay trực tiếp cầu nguyện, bây giờ cầu nguyện qua Zoom luôn, cầu nguyện online luôn, người ta cũng được lành, người ta ma quỷ đóng ra hết. Kỳ diệu không quý vị? Không cần đến tận nơi, mà mình chỉ cần nói qua điện thoại, nói qua Zoom thôi, mà bên kia coi như là những người đó có tà ma nó la hết ở Mỹ rồi. Cái điều đấy nó khích lệ đức tin của mình. Tôi cầu nguyện chữa lành cho người khác không có nghĩa là thân thể của tôi không có bệnh tật gì đâu. Ngày hôm qua ở trên Hà Nội có một anh ấy làm chứng em tin Chúa, cái cậu thanh niên tin Chúa bao lâu nhỉ? Mấy tháng hay 2 năm thì tôi không nhớ nhỉ? Bảo là 3 tháng à? Mà đi 3 tháng thì mà em không tin với đâu. Em đi em không tin. Hôm nay em đến đặt tay lưng em hết đau. Em giờ tin Chúa thật rồi. Nói thật quý vị, lưng tôi đau, tôi mà đứng lâu là lưng đau á, nó bị thoái hóa cột sống ấy, đốt trên thì đốt dưới, tôi đứng lâu là đau lắm. Tôi bị đau không có nghĩa rằng tôi không thể cầu nguyện cho người đau được lành, vì tôi không cầu nguyện nhân danh tôi mà tôi cầu nguyện nhân danh Chúa. Kêu người bảo thân thể anh còn đau, anh cầu nguyện cho người lành làm sao? Cái gì chữa lành? Đức tin người chữa lành cho người. Đức tin của chúng ta sẽ chữa lành. Chứ không phải là mình phải có một cái thân thể hoàn chỉnh thì mình mới đi cầu nguyện cho người khác được. Không phải đâu anh chị em ơi. Ngay cả khi anh chị em có quỷ trong người vẫn có thể đi đuổi quỷ được. Bởi vì chúng ta đuổi quỷ trong danh ai? Danh Chúa Giêsu chứ không phải danh mình. Ma quỷ nó sợ danh Chúa Giêsu mà mình nói, vì mình có mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta cứ tin lời Chúa ngay đơn sơ, nguyên tắc của Chúa sẽ xảy ra ngay bây giờ của chúng ta trên hội thánh. Khi Chúa bắt đầu kêu gọi tôi năm 2020, khi Chúa kêu gọi bắt đầu đi mở các hội thánh, tôi hỏi Chúa nhiều câu hỏi rất thực tế đấy anh chị em. Vì tôi đứng ở trong cương vị của một người quản lý, tôi hỏi Chúa những câu hỏi rất thực tế mà anh em chứ có thể không hỏi. Tôi hỏi Chúa từng cái một, làm như thế nào hả Chúa? Chúa nói với tôi là bằng quyền phép. Bằng quyền phép, chứ không phải chỉ bằng lời nói nhé, bằng quyền phép. Tôi hỏi Chúa cả về tổ chức hội thánh như thế nào, Chúa nói trả lời cho tôi hết. Tôi hỏi từng chi tiết từng cái một, đi đâu trước như nào, Chúa trả lời cho tôi. Từng cái một Chúa đều trả lời cho tôi. Cho nên anh chị em ơi, cả thiên đàng đứng về phía chúng ta, cả thiên đàng đang chờ đợi để tuôn đổ Thánh Linh và quyền phép trên chúng ta, trên hội thánh của Ngài, để chúng ta có thể bày tỏ vinh hiển của Chúa Giêsu là đấng sống lại. Nếu mà chúng ta khao khát, nếu mà chúng ta sẵn lòng để mà bỏ mọi sự đi theo Thầy, bỏ mọi cái, bỏ cả cái lỗi cá nhân của mình đi để đi theo Chúa, thì sự sức giàu đấy sẽ rất lớn trên mỗi của chúng ta. Sự sức giàu đấy sẽ thêm lên. Hôm nay ở mức 1, ngày mai sẽ ở mức 2, ngày kia sẽ ở mức 3. Phải mặc lấy tinh thần như vậy thì quyền phép của Chúa sẽ được thực hiện đầy dẫy cho chúng ta. Và tôi nói lại với anh chị em là hội thánh không có quyền phép của Chúa là hội thánh chết. Hội thánh dù có đông người bao nhiêu mà Chúa Giêsu không có thực hữu trong hội thánh, đấy là hội thánh chết, toàn lý thuyết thôi. Cho nên hội thánh cần phải mặc lấy quyền phép từ Chúa.
Hội thánh ban đầu là hội thánh sống, bởi vì ngoài việc dùng lời nói mà họ thể hiện bằng quyền phép chữa lành người bệnh, người quen, người đến từ cấm, mọi người sẽ sống lại. Hội thánh thời kỳ sống rốt càng cần như vậy hơn. Amen. Cần phải cầu nguyện. Giúp tôi dọn cái ghế lại. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.